mùa lễ tiệc đã đến thì chị em mình nên hạn chế 5 loại thịt này, kẻo nó sẽ làm tổn hại đến collagen, khiến da của bạn già trước tuổi. Xin chào tất cả mọi người, mình là Hải, hiện tại mình đang là quản lý của thẩm mỹ viện Sen. Mùa lễ tiệc đã đến thì chị em mình nên hạn chế 5 loại thịt này, kẻo nó sẽ làm tổn hại đến collagen, khiến da của bạn già trước tuổi. Dịp cuối năm cũng là lúc chị em mình tham gia rất là nhiều những bữa tiệc cuối năm, lễ Tết sum vầy cùng gia đình và bạn bè. Tuy nhiên, chị em mình nên cẩn thận và hạn chế tối đa 5 loại thịt này để cho da của mình sẽ không bị già đi nhé. Thứ nhất là thịt chiên rán này. Khi các loại thịt được chiên ngập trong dầu thì chúng sẽ tiếp xúc với lại những cái chất béo ở nhiệt độ cao. Trong quá trình này thì các gốc tự do sẽ được hình thành. Đây chính là thủ phạm gây ra lão hóa da và làm tổn thương da. Ngoài ra thì các loại thịt chiên chứa rất là nhiều chất béo, axit chuyển hóa, không chỉ gây hại cho vòng eo mà còn làm tổn thương các cơ quan bên trong của cơ thể của chúng ta. Hai thì là thịt bị nướng cháy. Các mảng thịt nướng mà bị cháy đen trên bề mặt thì sẽ chứa rất nhiều các hydrocarbon gây viêm. Tình trạng này sẽ phá vỡ các collagen trên da, khiến da của mình sẽ không còn căng bóng và mịn màng nữa. Thứ ba là các loại thịt mỡ. Thịt mỡ thì dù là thơm ngon nhưng có thể làm tổn hại đến cái cấu trúc da vì nó chứa rất là nhiều chất béo. Chất béo thì có trong thịt mỡ là axit béo bão hòa, có thể gây hại cho cơ thể, dẫn đến cholesterol trong máu cao, thu hẹp mà lòng động mạch, hình thành xơ vữa, động mạch vành và có nguy cơ tăng bệnh tim mạch. Việc ăn quá nhiều thực phẩm giàu chất béo như thịt mỡ cũng sẽ gây ra suy giảm collagen và khiến da của bạn sẽ xuống cấp nhanh hơn. Thứ tư là thịt sông khói. Thịt sông khói thì cũng giàu chất béo bão hòa và có một lượng nhỏ chất béo được chuyển hóa. Khi bạn ăn các thực phẩm này thì cholesterol và lipid máu sẽ bị tác động tiêu cực và góp phần làm tăng cân. Hơn nữa, các sản phẩm này còn làm giảm vitamin trong cơ thể. Và vitamin là một trong những cái chất quan trọng để hình thành collagen. Thứ năm thì là thịt hộp. Thực phẩm đóng hộp mặc dù là rất tiện lợi nhưng mà chúng lại không tốt cho cơ thể và làn da. Trong quá trình chế biến thì các loại thịt hộp hoặc cá hộp có thể được bổ sung rất là nhiều những chất như là đường, muối và những chất phụ da. Những thứ này thì có thể khiến da của chúng ta mất nước, đẩy nhanh quá trình thoái hóa và lão hóa của các mô. Hơn nữa thì thịt hộp vốn chứa rất là nhiều muối, đây được coi là nguyên nhân gây phù da, làm hỏng DNA và làm tăng tốc độ lão hóa. Trên đây thì mình đã chia sẻ với mọi người về một số các loại thực phẩm trong dịp mà Tết sắp tới có hại cho cơ thể và hại cho làn da của chúng ta. Nếu mà các bạn còn bất kỳ những điều gì quan tâm nữa thì hãy inbox trực tiếp qua bên em hoặc có thể đến các cơ sở để các bác sĩ thăm khám soi da miễn phí và tư vấn cho mình một cách chính xác nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.